Hello cả nhà, mình là Andy nè. Mình mới tới cái quán này, mình trở lại là ăn bún bò Huế hay là ăn mì Quảng á, là nổi tiếng ở dưới Westminster này ở cả nhà. Cái quán này nó kêu là Quán Hỷ, Quán Hỷ ở dưới thành phố Việt Nam Nam Cali á. Thì Quán Hỷ này là bún bò Huế với mì Quảng là ngon nhất ở ở ở đây. Thì mình ghé ăn, kệ lâu quá mình không có ăn mì Quảng, mình thèm quá rồi cả nhà ơi. Thì hy vọng cả nhà ăn chung với mình ha. Cảm ơn cả nhà trở lại cái kênh của mình Andy ha. Bữa nay là thứ hai, bây giờ là khoảng 12 giờ trưa ở đời sống bên Mỹ với cả nhà. Thì bây giờ mình làm cái video này ăn chia sẻ cho cả nhà xem nữa ha. Em mình sẽ ăn mì Quảng. Cảm ơn cả nhà ăn chung với mình ha. Cả nhà ơi, đây là tiếng Việt Nam kia bà Quán Hỷ nè cả nhà. Quán Hỷ là nó nằm ở trong cái khu này nè. Đó, cái khu này rất là sạch, rất là nhiều Việt Nam mình, rất là sạch nha cả nhà. Đó, thấy không? Thì cái nhà hàng này á, là nó nằm ở trên đường đường Bô Sa đó cả nhà, thấy không? Bô Sa là ở ngoài nè, thấy không? Đó, thấy không? Đó, thì nó nằm ở trên đường Bô Sa với đường đường Pagoda. Thì hy vọng mình giờ đi vô cả nhà ăn chung với mình ha. Bây giờ đi vô cả nhà ơi. Đó, mình đi vô ăn bún, ăn mì Quảng hay là bún bò Huế. Đó, nhà hàng này rất là đẹp nha cả nhà. Rộng lắm. Đó, ở đây có hồ cá nữa nè. Ở đây là cả hồ cá nó đẹp lắm rồi cả nhà. Rồi ở đây có mấy cái ghế cái kiểu Việt Nam mình á. Đó, thấy không? Rất là sang trọng. Mình ăn ở đây cũng nhiều lần lắm mà mình làm video cũng mấy lần rồi cả nhà. Bây giờ mình vô ha. Cả nhà ơi, cái này là cái menu của mì Quảng này ở đây nè. Thì ở đây nó sáng chút, cả nhà thông cảm ha. Đó, cái menu của mì Quảng này cả nhà, thấy không? Rất là hấp dẫn, mì Quảng với bánh bèo với bún bò Huế ở đây là rất là ngon. Đó, nghe không? Giá cả cũng cũng ok lắm. Đó, thấy không? Rất là ngon nha. Đó, bún ở đây ha. Bún tôm, bún bò Huế, bún gì cũng có hết. Thì cái này là cái hình của cái mì Quảng nổi tiếng này cả nhà. Thấy không? Đó, cái này là tất cả là bún. Thì mình lật qua, ở đây là cái cơm, cơm của quán quán này nè cả nhà, rất là ngon. Còn nước uống nữa, nghe không? Đây là cũng cái menu của mì Quảng ở đây nè. Đây là tính cống là cái gì ạ? Bún bò Huế là tính cống hả? Với mắm Huế hả? Muốn muốn ăn Huế okay. Rồi mì Quảng ok không? Để bữa mình cũng ăn mì Quảng nhiều thôi. Đây là recommend là bún bò Huế với mì Quảng hả? Hả? Cái gì? Bún bèo ngon, ngon hả? Ăn qua rồi cũng vẫn về ăn qua rồi. Mà bún bò Huế là chính thống ở đây hả? Ý mình là mì Quảng là chính thống ở đây là gì? Ăn gì? Cái thằng kia. À, bánh bèo hả? Bánh bèo là có lý rồi nha. Ok thì muốn ăn cái này quá mà cái này ngon. Ăn hoài mà quên rồi, quên cái gia vị đây. Em giới thiệu đi. Cơm ngon không? Ngon không? À, có tẩu kia không? Không hả? Cơm bò nướng hả? Ừ. Mà không có chảo tôm mấy cái đó hả? Dạ có chả tôm, hay chả tôm đúng không?
Thôi đi thì mấy cái decision ha. Bây giờ một cái mì quảng đi, kẹo lâu quá còn ăn đi đã. Đặc biệt luôn. Rồi ở đây có uống cái nước gì uống không? Có khanh chi không? Cái này là gì ta? Khanh hả? Có không có khanh chi không? Không có khanh chi. Ở đây có cái gì? Không có gì. Okay. Nước này của tiệm hả? Có hôm bữa mấy cô đó có đem ra trà uống. Hỏi vậy uống đá lạnh đi em. Với miếng chanh thôi. Để dạ. Hello cả nhà ơi, mì quảng của mình ra nè cả nhà. Rất là hấp dẫn nha. Ồ, thấy không? Rất là ngon nha cả nhà ơi. Thấy ngon quá. Thấy không? Đó, một cái tô mì quảng sư to khổng lồ luôn. Phải không? Mì quảng nè cả nhà. Mì quảng ở đây rất là ngon nha. Thấy không? Có tôm nè, có bánh chén nè, có mì nè đó. Có rau nè, có đậu phộng nè. Tùm lum á cả nhà ơi. Ở đây là một dĩa chanh. Với đây là một ly nước. Thấy không? Hello cả nhà, mời cả nhà. Thì một cái một tô sư tô khổng lồ mì quảng này ra rồi cả nhà ơi, coi nè. Thấy không? Trời ơi nó bự lắm cả nhà ơi. Ồ. Cái quán này mình cũng ăn qua rồi, thấy không? Rất là ngon nha. Thấy không? Bánh tráng nè. Bún nè, mì nè, đó. Tôm nè cả nhà. Rất là coi nè, hấp dẫn chưa? Thấy không? Đó cả nhà, thấy không? Mời cả nhà, mời cả nhà. Mời cả nhà ha. Rồi. Ở đây mình nói lớn quá không được cả nhà. Ở đây có miếng chanh mình nặng vô. Nặng vô. Rồi, mời cả nhà ha. Mình ăn xong cái này mình làm cái video cho cả nhà xem luôn cả nhà ha. Ở đây có bánh tráng ha. Bánh tráng với mì có đậu phộng nữa. Rồi tôm nè cả nhà, tép tôm này rất là lọt tươi nha. Rồi và đậu hũ, thấy không? Mời cả nhà, mời cả nhà ăn rồi cho cả nhà xem ha, làm cái video cho cả nhà ha. Thì ở đây có bánh tráng rất là hấp dẫn nè cả nhà, có salad có rau là rất là ngon nha, mời cả nhà ha, ăn thử ha. Cũng ngon. Ngon. Mình xin một cái sa tế ăn bỏ sa tế vô có ngon cả nhà. Mì quảng là nó mì nó bằng màu vàng á cả nhà. Màu vàng á. Đây có cái ớt. Cả nhà ha. Mình cắn cái ớt vô á, nó cay cay, nó khe khe, nó ngon hơn. Mì quảng ở đây á, cái nước lèo á rất là béo, rất là béo, vừa ăn ngon nè cả nhà. Có giá nữa, rất là hấp dẫn lắm cả nhà, ngon lắm. Cái gia vị á, người ta nêm á rất là nổi tiếng ở đây, là ăn ngon lắm cả nhà. Ngon rất hiểm rồi, cay cay béo béo.
ngon. Giờ mình cắn cái mình cắn thử cái tôm này coi nó có tươi không nha cả nhà ha. Tôm này cũng ok. Mình cắn cái tôm vô là mình thấy cái tôm đó là nó cũng nó mềm rồi, mà mình rửa tay rồi nha cả nhà. Nó mềm mà nó cũng bấy rồi, nó cũng hết từ rồi. Cái tiệm này lắm. Ăn cũng ok, vậy mình đánh điểm luôn. Mình ăn gia vị cũng ngon, cũng béo, vừa ăn mà chỉ có cái tôm là không có tươi. Thì cái này, cái đậu hũ thì mình ăn thử luôn nha. Cái này ngon á. Không biết cái này là cái tôm, không phải đậu hũ đâu. Cái này cũng như là chảo tôm vậy á cả nhà, mà có tôm ở trong, ăn nó cũng ngon. Thấy không? Mì Quảng này hấp dẫn lắm cả nhà. Nè. Tiệm này cũng mở đi giờ là cũng mở ra 3 năm rồi cái nhà, 3 năm mấy rồi á. Nó nằm ở trên đường Bô Xà luôn. Ngon. Cái nước lèo ngon. Nước lèo dưới đậu phộng là hết tẩy. Nước lèo hết tẩy. Cái tiệm này sang đẹp, sạch sẽ. Có hai cái cô ở đây, cô gái người Việt Nam á, rất là lịch sự với đàng hoàng. Ta cũng chào mình, cũng hỏi mình, cũng là lịch sự. Có một cái cô kia mình lại đi hoài á, cổ quen mình á, cũng là rất là hình, cũng như là service number one đó cả nhà, service good lắm á. Cái nước nó ngon nha, béo, vừa ăn ngon, ngon. Đậu phộng ngon với bánh tráng nè, bánh tráng ngon. Lâu quá mình không ăn mì Quảng ở đây rồi cả nhà, bữa nay ghé lại ủng hộ luôn. Một tô này á đặc biệt á là cỡ 17 đồng, 17 đô á, ngon. Giờ mình đánh, mình làm cái review luôn. 1 tới 10 á, một là ngon, một là dễ nhất, 10 là ngon nhất. Mình đánh cái tô mì Quảng này á, số 7,5, 750. Chỉ cái tôm là không có tươi thôi, mà cái mì với bánh tráng với cái tôm cũng như tẩu kia này rất là ngon. Rồi thịt heo ở đây là cũng được, rau cũng tươi, salad cũng tươi, nước lèo nó ngon, nó béo. Nước lèo béo, nước lèo vừa ăn ngon lắm. Tô này ăn cũng ngon. Mình đánh 7,5. Kể cái mình thiếu hai cái này, cái tô này là thiếu 2,5 điểm, là cái tôm là không có tươi thôi, mà cái tất cả là gia vị ngon, gia vị vừa ăn ngon. Cái ớt hiểm
cây cây cả nhà. Tô này cũng 17 đồng, cũng cũng rẻ. Cảm ơn nha. Wow, cảm ơn. Cái này đủ gì vậy? Cái này là chạm đi ăn. Cảm ơn em á, anh tên gì quên rồi. Dạ, em tên Phê. Tên Phê, ok, dạ. Cảm ơn em ha. Ngon, cái này ngon á. Dạ, nha, cô gái tên Phê rất là đẹp, rất là dễ thương. Đem ra một ly nước cho mình. Cái ly này á, là nổi tiếng ở đây nha cả nhà. Ở trong cái nhà hàng này làm cái nước này á, rất là ngon, nổi tiếng. Bây giờ mình uống thử coi ngon không. Tự nhiên cô gái đem ra cho mình, mình không có order. Đó, cái service ở đây là number one, service excellent đó cả nhà. Cả nhà, mời cả nhà ha. Cheers. Wow, ngon quá. Cái nước này ăn ngon lắm cả nhà ơi. Nó thơm, nó ngon. Nó cũng như nước cam vậy mà nó ngon hơn nước cam nữa cả nhà. Uống này vô đã lắm, thơm, mát. Rất là ngon. Nếu mà cả nhà mà nếu mà cả nhà lại đi ăn á, ủng hộ cái nhà hàng này đi. Cái nước này rất là ngon nha. Cả nhà phải order cái nước này nè. Ngon lắm, nó cũng như nước cam này, nó thơm lắm. Nó không có ngọt quá mà nó cái gia vị nó rất là thơm. Nó còn ngon hơn thanh chi nữa cả nhà. Ngon hơn á. Vậy mà ăn tiếp anh cả nhà ha. Cái này ngon luôn nha. Có tôm trọng á. Nó cũng như đậu hũ, cũng như chảo tôm gì mà nó rất là ngon nha. Ngon. Hồi nãy giờ ăn mê á. Tô này cũng mình đánh điểm cái này cao lắm á cả nhà. 7.5 cho 8 chấm á. Cái bún bò cái mì quảng này á. Cái tô này á đáng tiền, ngon. Có thịt cẩm nữa, ngon lắm. Thịt cẩm nè, tôm nè, thịt heo nè, bánh tráng nè, cái rau rất là tươi. Ở nhà lại đi ăn, ủng hộ cái nhà hàng đi cả nhà. Mình sẽ để cái điện thoại với địa chỉ xuống. Mình recommend cả nhà lại ăn cái quán này, ăn thử cái món chánh cống đó là bún bò Huế, rồi cái món cái gì cũng ngon á, rồi mình ăn cái mì quảng này á là rất là ngon. Tôm á cũng lớn lắm, tôm này cũng to lắm cả nhà, mà tiệm này sang cho tôm nhiều. Người ta không có hạ tiện, người ta đem một cô gái mà đàng hoàng mà đem một cái ly nước cho Andy á, trời ơi Andy bận hết lớn rồi, thấy không? Service number one á cái nhà, tiệm này sang trọng thì ăn nó không có lỗ tiền, ăn rồi rất là ngon nha, đó thấy không? Mình ăn không có ớn nữa cái nhà, nó ngon lắm. Đó, thấy không? Cái mì á với cái nước lèo á rất là hợp cái miệng của mình, vừa ăn không có mặn. Ngon. Ngon cả nhà ơi. Ngon quá. Cái nhất là cái nước lèo á hấp tẩy luôn cả nhà, béo vừa ăn.
cái thịt cẩm nó cũng ngon chứ nha. Dạ thịt cẩm nè, ngon lắm. Cái nhà lại ăn thử đi. Nó nằm ở trên con đường Bâu Sa đó. Rồi cũng kế bên cái phố Lộc Thọ á. Không có xa gì mấy. Cái nhà lại ủng hộ cái nhà hàng này đi, mình để cái địa chỉ xuống. Rồi cái nhà lại ăn thử đi. Rất là ngon, giá rất là hấp dẫn. Để nếu mà ăn ngon á, nếu mà ăn ngon á thì cái tiền bạc không có vấn đề. Thấy không? Mà cả nhà ăn cho vui. Ăn cho vui, ăn cho vui vẻ được à ha. Ngon nữa nha. Cái nước nó béo, ngon. Mấy cái thịt heo này cũng béo lắm nha. Ngon, tươi. Lâu lâu mình lại mình mua cho cô hoài cái nha. Mình chạy xa một tiếng đồng hồ, tiếng mấy á, cái là lâu lâu cái ghiền ăn ăn mì quảng hay là bún bò quế á, chạy lại đi ăn rất là ngon. Recommend cả nhà lại ăn cái nhà hàng này rất là đáng, ngon lắm nha. Con thiệt á, thoát hiểm nữa không. Mấy tiệm khác không bằng ở đây đâu cả nhà. Ở đây á cho một cái tô xương to khổng lồ luôn, xương to khổng lồ á, mà cái sauce á ngon lắm nè cả nhà. Cái lỗi mình không có khoe cái nè, ăn một cái tô này mình không có khoe nha, mà cái đời của mình á, mình single, mình single, mình không có cái gì hết, đói là chạy xuống đây ăn, mà nhà hàng này nấu ngon thì mình khen ngon. Nhưng mà nếu mà nấu ngon mà mình khen dở đâu có được. Nếu mà khen dở mình khen ngon đâu có được. Thì có đâu mình nói vậy. Ớt này cũng cay, cay dễ sợ luôn. Ăn này ghiền á cái nhà, ăn ghiền. Ăn no buồn ngủ rồi không? Ngủ rồi. Béo. Tôm một cái tô này tôm nhiều lắm cả nhà, không phải là tôm ít là tôm nhiều lắm á. Cái nước lèo rất là ngon. Xin lỗi, ở đây cái tôm thì không có tươi thôi, mà tất cả là ngon. Nếu mà cái tô này mà tôm mà tươi hả,
mình đếm điểm cái này là cỡ số 9, số 10 luôn á. Cây uống này ngon lắm này cả nhà. Cả nhà vô order một ly này nè. Cái ly này là nhà hàng này chế ra đặc biệt á, mấy cái em kia á, em chế ra rất là ngon nha. Giống như nước cam gì mà nó thơm lắm, nó mát lắm. Uống vô đã lắm. Cái em kia làm cho mình một cái ly này rất là hấp dẫn. Service number one cả nhà. Mấy em biết là nhà hàng á, biết trọng khách á, cũng như là biết biết nói chuyện với khách á, đàng hoàng lịch sự. Nước lèo này rất là ngon. Đậu phộng vô cái này nó có cái đậu phộng vô nó cái gia vị nó còn ngon ác nữa. Vừa ăn không có mặn. Vừa ăn. Đây bún bò Huế là chánh cống đó cả nhà. Nhà hàng này nấu bún bò Huế ngon lắm. Ngon lắm á. À bây giờ mình ăn hết rồi cả nhà không? Ăn sập banh hết rồi không? Giờ mình sẽ hút mấy cái nước đó. Đậu phộng ngon. Ngon quá, mình biết ăn hết nha cả nhà. Nó béo. Béo lắm á. Ngon. Chắc bữa nay chỉ xui thôi, cái tôm nó không có từ thôi. Mà thường thường mình tới ăn á, mấy tháng trước á, cái tôm nó rất là tươi, chắc là hàng chưa tới á, người ta delivery á, người ta chưa tới á, còn gì cái bát cấp cái tôm thôi. Nếu mà cái tôm nó tươi thì rất là ngon, mà mình không có chắc cái nhà hàng này cái gì cũng ngon đấy. Như cái nhà cái sốt là number one nha, cái sốt là rất là béo với vừa ăn, nó ăn vô là mê luôn. Mì ngon, mì ngon với mấy cái rau salad rồi với tức rau thơm mà rất là ngon. Nếu mà cái nhà hàng mà mê ăn bún bò Huế với mì quảng hoặc là bánh bèo á, lại ăn thử đi cả nhà, không có chê đâu, rất là ngon đó. Mình ăn mình chia làm cái review cho cả nhà xem rồi ha, thì hy vọng cả nhà có cơ hội á, ở gần đây hoặc là ở dưới lốt á, lại ăn thử đi, ủng hộ cái nhà hàng này đi cả nhà. Mình sẽ để cái địa chỉ với cái điện thoại số với cái tên của nhà hàng. Cái này thành phố Westminster với nằm ở trên đường Bosa, thì ăn rất là ngon lắm. Kẹm ăn ngon mình biết lại chứ, ăn cũng ngon mình đâu có lại đâu cả nhà. Mình nói gì cái mình ăn cái nhà hàng này cũng nhiều lắm rồi á, cũng gần 10 lần rồi cả nhà, gần 10 lần á. Bởi vì mình ngon mình biết lại ăn, ngon mình biết ăn hết chứ dở mình không ăn đâu, dở bỏ liền. Cả nhà nếu mình nói cái gì mà
sai thì cả nhà thông cảm giùm nha. Mình chỉ làm cái review thôi. Mình độc thân thì mình cái đời của mình là không còn cái gì hết, thì mình đi ăn một mình á cả nhà. Mình vui. Chứ trên đời này mình hết tài sản rồi. Mà mình không có khoe, rồi không có than. Thì cái này là cũng như làm một cái video cho cả nhà ở thế giới xem thôi, không có cái gì hết. Cái nhà nếu mà mình nói sai thì bỏ qua ha. Thì nhớ thương mình nha, đừng ghét mình nha cả nhà. Mình gán làm cái video. Mà nói thiệt các cái nhà hàng này á, bún bò Huế là rất là ngon, với bánh bèo là ngon. Cái này á chỉ bữa nay xui thôi. Mà nè, nếu mà không ngon á, cái em gái đó mà làm một ly này ra uống vô, trời nó mát mà nó ngon, nó không có ngọt quá mà nó vừa uống. Cái này là cái ly này là đặc biệt của cái nhà hàng này á cả nhà. Nó mát, nó thơm, không biết bỏ gì trong này mà thơm dễ sợ luôn đó. Mời cả nhà ơi, cái video này cũng dài rồi. Mình sẽ lái xe về ở dưới lốt. Thì mình lái xe là bây giờ là hy vọng chưa kẹt xe. Thì mình lái trên 6-5 này á, là freeway nó thường nó kẹt xe dữ lắm cả nhà. Thì cảm ơn cả nhà xem cái video của mình ha. Mình làm cái video đây ha. Cái tô này rất là đáng ăn. 17 đồng, 17 đô, 16, 17 đô vậy đó. Mà rất là đáng ăn. Cái mì Quảng ở đây là cái sauce á, cái sauce á, rất là béo, rất là dễ ăn. Ngon lắm, béo lắm. Cả nhà ăn thử đi, ủng hộ cái nhà hàng này đi. Thì cảm ơn cả nhà coi cái video của Andy ha. Thì chúc cả nhà mạnh khỏe với hạnh phúc với vui vẻ ha, rồi sống dài nha. Thì cảm ơn cả nhà. Xin lỗi. Có ai nhắc mình á. Cảm ơn cả nhà coi cái video mình nha. Nhớ ủng hộ mình. Đăng ký cái chữ đỏ đó, chữ dài dài á, nó tiếng Mỹ nó kêu bằng subscribe, rồi share cái video mình cho gia đình của cái nhà xem với bạn bè của nhà xem ha. Cả nhà nhớ nha, ủng hộ mình nha, bấm cái chữ đỏ subscribe, rồi bấm like, rồi share cái video mình cho gia đình hoặc là bạn bè của nhà xem ha, ở Việt Nam với bên Canada với bên Đức bên Mỹ ủng hộ mình nha cả nhà. Ok, thì mình làm một cái video này thì mình không phải là khoe, mình chỉ cho biết cả nhà ở bên Mỹ, nếu mà cả nhà ở quận Cam này á, ở Nam Cali á, mà chưa ăn cái nhà hàng này á, lại để ăn đi, ăn thử đi, rất là ngon. Ăn cái bún bò Huế hoặc là ăn cái mì Quảng á, trời ơi ngon lắm cả nhà ơi. Giá thì ok, không có mắc mấy. Bây giờ ở đây, đi cái nhà hàng này sang lắm cả nhà. Rồi cái cô gái á, cổ rất là dễ thương, cổ rất là dễ thương với đàng hoàng, với lịch sự. Đó. Thì ở đây thì người ta biết lịch sự lắm, người ta không có cũng như là rude, tiếng Mỹ nó kêu là không có rude, cũng như là đối xử khách không có đàng hoàng, mà ở đây là number one service. Ok, thì mình sẽ tạm biệt cả nhà ha, hẹn cả nhà cái video tiếp theo bữa sau ha. Cảm ơn cả nhà, bye bye cả nhà, cheers, I love you. Ngon cũng cái này. Rồi cái nhà hàng này rất là sạch nha cả nhà, thấy không? Cái design của cái nhà hàng này very luxury. Ở đây không? Ở đây có mấy cái đèn nữa nè, cái đèn này đẹp lắm cả nhà ơi. Ngồi ăn cũng như là ở Việt Nam vậy đó, cũng như bánh tre Việt Nam vậy đó, không? Rất là ngon nha. Rồi rất là sạch sẽ. Thấy không? Đó, có hồ cá với có cái bò sạch sẽ lắm. Đó, rồi có camera nữa cả nhà. Đó, cả nhà ăn ở đây an toàn. Ở đây an toàn.
Ồ, thấy không? Nhà cho cả nhà xem một cái menu một lần nữa. Thì cả nhà nếu mà muốn order to go á thì order đây nè cả nhà, thì giờ mình quay cho cả nhà xem luôn. Đó, giá cả rất là hấp dẫn. Không có mắc đâu cả nhà ơi. Đó, thấy không? Mì Quảng rất là hấp dẫn nha. Bún đậu Quế là số 1 ở đây đó cả nhà. Ở quận Cam này á, bún đậu Quế á. Thấy không? Cả nhà lại đi ăn thử đi, ủng hộ cái nhà hàng này đi. Quay qua, đặt qua. Đó, cái ở đây nè, cơm nè cả nhà. Rất là ngon nha. Đó. Đó, mình quay cho cái menu cho cả nhà xem luôn thấy không? Ở đây cái địa chỉ nè cả nhà, điện thoại nó đây nè. Nè. 9727 Bosa Avenue, Westminster, Cali 92683. Số điện thoại đây là 714-775-7179. Đó, cái địa chỉ đó cả nhà lại ăn thử đi ha. Rồi. Ủa, cả nhà ơi, mình sẽ đi về ha. Thì chào tạm biệt cả nhà và video tiếp theo bữa sau nha cả nhà. I love you. Nhớ nha, ủng hộ mình nha cả nhà. Ủng hộ mình nha, bấm cái chữ đỏ subscribe, rồi bấm like rồi share cái video mình cho gia đình với bạn bè của cả nhà xem ha. Cảm ơn cả nhà, bye bye.